Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Bộ đề xuất gia hạn thời gian giảm phí lệ phí thêm 6 tháng, đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Có 12 khoản phí và lệ phí sẽ được thay đổi mức thu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Trong đó, riêng lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán bằng 100% theo quy định, phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường bằng 70% mức quy định.